Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bánh Mì Vlog. Thì hôm nay, đã các bạn thấy không? Có Mỹ, mình chính thức là người công dân Mỹ. Ok, thì hôm nay mình sẽ đến với I'm Still Loving You của Noo Phước Thịnh. Một bài mới hot hòn hòn, mới ra lò. Thì bài này mới ra được mười mấy tiếng, 15 tiếng rồi bạn. Mà nó đã gần cả triệu view rồi. Chà, sao mấy ông này giờ giống như bắn PUBG, chơi game hay gì. Top 1, ai cũng top 1. Ok, thì giờ mình sẽ nghe trước như thường lệ nha. Nghe trước, sau đó rồi nhận xét. Ok, vô nghe thôi. Acoustic guitar mới vô, nghe khá hấp dẫn. Anh đã biết yêu em thật nhiều, mà vẫn mãi trong anh bao nhiêu điều xót xa. Dù anh vẫn muốn bên em thật gần, mà con tim người từ bao lâu vẫn lạnh lùng. Thật sâu trong ánh mắt em có bóng hình một ai khác. Và dù anh cũng nói ra anh cũng biết bao muộn màng, thì thôi đừng dừng lấy tâm tư trong lòng dấu kia. Đành ôm hết những yêu phiền cùng nước mắt trong tim. Biết anh yêu em nhiều nhưng anh chẳng được bao nhiêu, vì biết trong tiếng bass dồn dập này nghe hay nghe. Biết sẽ không bao giờ anh trở thành người em yêu, dù biết nhưng lâu anh sẽ luôn lo lắng cho em nhiều. Dù anh cố níu tay em thật chặt, thì mãi mãi anh vẫn chỉ là người đến sau. Dù anh có thấy tình yêu nơi con tim anh từng ngày, thì trong lòng em vẫn luôn đồ nhìn ngon quá vậy. Được rồi chứ. Trong ánh mắt em có bóng hình một anh khác, và dù anh không nói ra anh cũng biết đã buồn mang. Thì thù đừng giữ lấy những tâm tư trong lòng dấu kín. Anh biết thằng zombie hả? Nữ nha. Chảy máu trong tim. Yêu em mà toàn vết cắt. Lừa dối nè, quảng cáo Vivo. Biết anh yêu em nhiều nhưng anh chẳng được bao nhiêu. Còn hai nha, bún bún nè, bún bún. Anh trở thành người em yêu, dù biết nhưng lâu anh sẽ luôn lo lắng cho em. Như cái dịch bệnh hay gì ta. Sẽ bị lỡ lét tùm lum như thế. Hết rồi. Lại Khắc Hưng. Ông Khắc Hưng này ông viết nhạc nhiều quá ta. Nhiều Khắc Hưng lắm này không? Mấy bạn thấy không? Lại Đinh Hà Uyên Thư. Đúng vậy, clip đẹp quá, màu sắc bố cục đơn giản, màu sắc mình nói là nè, chuyển màu cũng hai tông màu chính là tông màu xanh
xanh lá cây và tông màu cam. Đó là cái chính cho cái bài này. Rồi rồi ok. Rồi mình sẽ đến với phần nhận xét của mình nha. Thì đầu tiên là mình cái cảm đây là lần đầu tiên mình nghe bài này luôn. Mới vừa thông báo mình nhảy vô mình làm liền cái reaction cho các bạn luôn. Thì để coi mình suy nghĩ cái gì đầu tiên nha. Một bài pop với tempo nhanh, sôi động, và nó có một cái tính lôi cuốn rất là cao nha. Về cái phần điệp khúc á, và cái clip á thì mình chưa hài lòng lắm, nhưng mà cái phần nhạc thì nó cuốn mà bạn. Nó gây một cái gì đó, nó liên tục làm cho người nghe phải nghe một cách liên tục để mà coi cái tiếp theo, đoạn tiếp theo là gì. Thì nó cũng có cao trào, nhưng mà cái bài hát này nó theo cái hướng là kéo dài ra cái tempo ra nhiều hơn để cho người nghe nó sướng hơn. Thì cũng là một cái ý hay. Thay vì ví dụ như những cái bài hát khác, giống như là mấy cái bài hát mà của Bùi Anh Tuấn đi, mình thí dụ thôi nha, mình không có so sánh. Thì mấy bạn có thể nghe thấy là khi mà hát á, lúc đầu người ta sẽ đi nhẹ, khúc sau điệp khúc á sẽ là điểm nhấn của bài hát. Nhưng mà thông thường những cái bài hát của Núi Phước Thịnh á, đối với riêng mình nha, nhận xét riêng của mình thôi nha, thì Núi Phước Thịnh ít khi mà lên những đoạn cao trào. Nhưng mà về cái vấn đề mà cao trào của Núi Phước Thịnh nó sẽ được chuyển qua thành cái việc là kéo dài cái bài hát nó ra theo cái tempo nhanh, để cho người nghe nhiều cái nhịp sôi động. Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ là nhịp sôi động. Thì Núi Phước Thịnh rất là làm tốt ở trong cái việc mà hát và trình diễn. Thì những cái thể loại nhạc như vậy để trình diễn là về nhảy và về hát. Hát thì cũng một phần thôi, nhưng mà chủ yếu là về nhảy. Thì những cái bài hát như này thì thường sẽ xuất hiện trên những cái live show. Đó. Còn những cái bài hát mà nó quá là tính là gọi là thiên về giọng hát á, thì thường cho những ca sĩ là thiên về giọng hát hơn, đứng yên một chỗ và hát thì nó dễ dàng hơn. Còn đối với Nữ Phước Thịnh là vừa hát và vừa nhảy, thì những cái bài như thế này nó rất là hút. Đó, nó dễ cho Nữ Phước Thịnh đi vào những cái fan, đi vào lòng những fan. Vừa nhảy mà trội nhảy mới dễ lắm. Để đẩy tay đồ này nọ khó lắm chứ bộ giỡn hả. Thì đó là cái phần nhạc. Còn về phần hình á, thì Đinh Hà Uyên Thư thì mình coi từ đó tới giờ rồi, rất là nhiều clip rồi. Đinh Hà Uyên Thư với Cao Quay đó, mấy bạn cứ tưởng tượng đi. Đó, hai người này giống như là chiếm sóng showbiz vậy. Đó, màu cam nè, màu xanh nè, màu sắc rất là hay. Về cái phần mà cái clip tự tâm Đinh Hà Uyên Thư luôn nha mấy bạn nhớ cái clip tự tâm không? Cái khúc này mình không hiểu lắm à, đó. Y hồi không nói đâu. Nói là nó lóc Facebook luôn, lộn nó lóc YouTube mình luôn á, chết luôn á. Đó thì nó hơi ảnh mà mờ ảo xíu, nhưng mà nó cũng hấp dẫn. Ai để ý kỹ thì coi nha. Thì đó, giống như là anh này mới vô nè, vô là tình yêu mới nè, đó xanh tươi đồ kia đó, đến khi mà bắt đầu cái yêu em bắt đầu chuyển qua khổ, chuyển qua màu cam. Khổ yêu em nó chảy qua nắng và mưa đó, nắng mưa rồi cái bị lừa dối đó, cái màu sắc mình nghĩ trong cái clip này, cái màu sắc nó tạo thành một cái câu chuyện đó, rướm máu đó, em đi ngoại tình với ai đó anh rướm máu đó, thấy không, rướm máu khi thấy em mà đó, em đi ngoại tình với thằng nào nhảy múa linh ta linh tinh đó, sexy, mà anh vẫn theo đuổi cái cô gái đó không, để chờ một ngày nào đó cô ấy sẽ có một lối đi nhỏ nhỏ nhơ nào đó đi lên đó, để chiếm vào cô tim cô ấy. Nhưng mà không, các bạn thấy một đống người đi theo không, đó quá trời người đi theo luôn đó, cô ấy như một dịch bệnh, hay mình làm văn hay không, như một dịch bệnh bị ghẻ lở, thì giống như bị sida đó, tại chơi nhiều quá, ăn chơi nhiều quá đó. Thì đó là những gì mình suy nghĩ thôi. Mình thấy là nói chung á, cái clip này nó nói về sự lừa dối và anh này yêu mù quáng sẽ gây ra những cái hậu quả giống như là đau khổ cho mình. Đó. Mình rất đánh giá cao cái phần nhảy nha mấy bạn. Mình cực kỳ thích anh Núi Phước Thịnh này nhảy nha. Và cái khúc đó, nó hơi nữ nhưng mà vẫn đam mê. Yeah. Yeah. Đó thì một cái bài hát này mình nghĩ là trình diễn sẽ rất là hay. Thì
thiệt là bạn luôn á, thì rất là hay. Ok, thì đó là những cái suy nghĩ của mình sau khi mình nghe bài I'm Still Loving You của Noo Phước Thịnh. Thì các fan của Noo Phước Thịnh ơi, thì hãy ủng hộ cho Noo Phước Thịnh nhiều hơn nữa nha. Thì mình thấy cũng lâu rồi mà Noo Phước Thịnh chưa ra những bài hát nào mới nữa. Thì thì ủng hộ nhiều nhiều cho Noo Phước Thịnh nữa, và cũng như ủng hộ cho mình nữa nha. Thì mình sẽ ra thêm nhiều video reaction hơn nữa, làm cho các bạn thích thú hơn nữa. Ok, cảm ơn, hẹn các bạn ở video clip lần sau nha. Have a nice day mọi người. Ai quên, nhớ like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye, hẹn các bạn ở clip lần sau nha. Bye bye.